Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa tuyên bố trừng phạt 4 quan chức của Mỹ như là một biện pháp để đáp trả các lệnh trừng phạt trước đó của nước này đối với 4 quan chức Trung Quốc với cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Ông Triệu Lập Kiên cho biết 4 người này sẽ bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc, bao gồm cả Đại Lục, Hồng Kông và Macau, cũng như bị đóng băng tài sản ở nước này. Các công dân và tổ chức của Trung Quốc cũng bị cấm giao dịch với những người này. Theo ông Triệu Lập Kiên, việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đối với các quan chức Trung Quốc với lý do vấn đề nhân quyền ở Tân Cương, theo luật trong nước đã can thiệp vào công việc nội bộ của nước này và làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ Trung-Mỹ. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cấp phép sử dụng khẩn cấp với vaccine phòng COVID-19 Nuvaxovid của hãng dược phẩm Novavax của Mỹ. Loại vaccine này được phát triển dựa trên một công nghệ truyền thống hơn so với loại vaccine phòng COVID-19 trước đó. Công nghệ này bao gồm các protein được tìm thấy trong protein gai của virus SARS-CoV-2 giúp kích hoạt hệ miễn dịch. Công nghệ này cũng đã từng được thử nghiệm và sử dụng nhiều thập kỷ trong phát triển vaccine phòng các bệnh như là viêm gan B. Việc WHO đưa vaccine của Novavax vào danh sách cấp phép sử dụng khẩn cấp sẽ mở đường cho các quốc gia khác trên thế giới nhanh chóng cấp phép và nhập khẩu vaccine này. Bên cạnh đó, sau động thái trên, vaccine của hãng dược phẩm Mỹ sẽ được chấp nhận tham gia cơ chế phân phối vaccine toàn cầu COVAX. Ngay trước thềm Giáng sinh và năm mới, một loạt quốc gia châu Âu đang thắt chặt các biện pháp kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, trước sự lây lan nhanh chóng của biến thể mới Omicron, có thể những biện pháp trên chỉ là cứu vãn được phần nào của tình hình và việc một cơn bão mới ập vào châu Âu sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tại khu vực châu Âu Hans Kluge kêu gọi các quốc gia chuẩn bị cho sự gia tăng đáng kể và mạnh mẽ các ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, đặc biệt ở những người trẻ tuổi. Ông Kluge cảnh báo, cơn bão dịch bệnh khác sắp đến và trong vài tuần tới. Omicron sẽ chiếm số đông các ca nhiễm mới trong khu vực và đẩy các hệ thống y tế vốn đã căng thẳng đến cực hạn. By the end of this week, vào cuối tuần này, cứ 10 người trên khắp khu vực châu Âu thì có một người bị mắc COVID-19, được xác nhận bằng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Trong khi thời điểm cuối năm và mùa lễ hội đang đến gần, số ca tử vong do COVID-19 được cảnh báo đã đạt mức cao, gần 4.100 ca tử vong mỗi ngày, tăng gấp đôi so với 2.100 ca tử vong mỗi ngày vào cuối tháng 9 năm 2021. Và số ca tử vong được báo cáo tích lũy từ COVID-19 đã vượt qua 1,5 triệu cho 53 quốc gia trong khu vực của chúng ta chỉ 2 tuần trước. Ông Kluge cho rằng chỉ cần số lượng lớn các số ca nhiễm mới có thể dẫn đến gia tăng số ca nhập viện và gây gián đoạn hệ thống chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ quan trọng khác. Ông đồng thời kêu gọi mọi người tiêm vaccine ngừa COVID-19 và những người đã tiêm nên tiêm mũi tăng cường và giảm tiếp xúc với những người khác. Việc tiêm mũi tăng cường là vấn đề then chốt. Trên thực tế, chúng ta đang chuyển sang việc gọi đó là liều thứ ba thay vì gọi là liều tăng cường. Chúng tôi biết rằng khả năng miễn dịch do vaccine đang suy yếu, đặc biệt sau 30 tuần. Cho đến nay, biến thể mới đã được phát hiện ở ít nhất 38 trong số 53 quốc gia ở khu vực châu Âu, bao gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước thuộc Liên Xô cũ, nhưng phổ biến nhất là ở Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Anh. Trong 89% các trường hợp phát hiện sớm khi lây nhiễm Omicron, các triệu chứng phổ biến đi kèm tương tự với COVID-19 như ho, đau họng và sốt. Phần lớn những người nhiễm mới trong độ tuổi từ 20 đến 30 bị lây nhiễm tại nơi làm việc hoặc tại các sự kiện xã hội. Thưa quý vị, theo hãng tin tài chính Bloomberg, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA dự kiến cấp phép cho hai loại thuốc viên điều trị COVID-19 trong tuần này. Đó là hai loại thuốc viên gồm Paxlovid của công ty Pfizer và Monopiravir của công ty Merck, được dùng để điều trị những bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ cao. Việc phê duyệt của FDA có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 22 tháng 12 theo giờ Mỹ, song kế hoạch có thể thay đổi. FDA cũng có thể giới hạn những người được phép sử dụng thuốc. Dù hai loại thuốc viên này dự kiến không được bán rộng rãi trước mắt, nhưng Mỹ đã đặt hàng 10 triệu viên Paxlovid và khoảng 3 triệu viên Monopiravir. Thưa quý vị, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại khu vực châu Âu Hans Kluge kêu gọi các quốc gia cần chuẩn bị cho sự gia tăng đáng kể và mạnh mẽ các ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, đặc biệt ở những người trẻ tuổi. Ông Kluge cảnh báo cơn bão dịch bệnh khác sắp đến và trong vài tuần tới, Omicron sẽ chiếm số đông các ca nhiễm mới trong khu vực và đẩy các hệ thống y tế vốn đã căng thẳng lên đến cực hạn. Cho đến nay, biến thể mới đã được phát hiện ở ít nhất 38 trong tổng số 53 quốc gia ở khu vực châu Âu, bao gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước thuộc Liên Xô cũ, nhưng phổ biến nhất là ở Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Anh.
Mới đây, các bác sĩ thú y đã giải cứu một con rùa xanh tại Argentina rất nguy kịch sau khi ăn phải nhiều rác thải ngoài đại dương. Ước tính mỗi năm có hơn 1 triệu sinh vật biển chết do rác thải nhựa. Với khoảng 300 triệu tấn nhựa được sản xuất hàng năm, nhưng chỉ có 9% được tái chế. Một con rùa xanh đã được giải cứu tại Argentina sau khi đã ăn phải rất nhiều rác thải ngoài đại dương. Các bác sĩ thú y cho biết, con rùa dài khoảng 35cm, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, đã đào thải tổng cộng 18 gram mảnh nhựa như lưới, nắp nhựa, xốp, ni lông và giấy bóng kính. Các bức ảnh chụp X-quang cho thấy vẫn còn các mảnh rác thải tắc nghẽn trong ruột của con rùa này. Nó tiếp tục được điều trị tại trung tâm cứu hộ của quỹ Mundo Marino. Theo quy trình, chúng tôi đã cách ly con rùa trong hồ có mực nước thấp để phân tích tình trạng của nó. Khi con rùa bị cách ly, chúng tôi thấy rằng nó nhanh chóng bắt đầu đào thải một lượng lớn rác thải nhựa trong bụng. Sau đó chúng tôi chụp X-quang cho nó, vẫn còn nhiều mảnh rác tắc trong ruột con rùa. Một số món đồ như lưới đánh cá bỏ đi, thường cuốn vào cá heo, rùa, khiến chúng bị mắc kẹt và chết. Các mảnh nhựa thì thường được phát hiện trong cổ họng và đường tiêu hóa của động vật biển. Mỗi năm ước tính có hơn 1 triệu sinh vật biển chết do rác thải nhựa. Với khoảng 300 triệu tấn nhựa được sản xuất hàng năm, nhưng chỉ có 9% được tái chế. Các chuyên gia đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc ô nhiễm nhựa giết chết một lượng lớn các loài trên biển và động vật có vú cũng như phá hủy hệ sinh thái đại dương. Nếu con người không hành động kịp thời, số lượng mảnh nhựa dưới biển có thể nhiều hơn cá vào năm 2050. Thưa quý vị, theo một phát hiện khoa học mới đây, một hẻm núi lớn trên sao Hỏa có thể đang chôn giấu mạch nước ngầm dễ khai thác cho các sứ mệnh thám hiểm hành tinh đỏ trong tương lai. Tuy nhiên, việc phát hiện nhiều nước ở hẻm núi lần này khiến các nhà khoa học ngạc nhiên vì áp suất và nhiệt độ ở khu vực này lẽ ra đã không thể tạo điều kiện cho nước tồn tại. Tàu trên quỹ đạo sao Hỏa dò tìm khí ga ExoMars vừa phát hiện nước ở hẻm núi Valles Marineris. Trên hành tinh này, Valles Marineris là hẻm núi lớn nhất của hệ mặt trời với chiều dài gấp khoảng 10 lần, sâu gấp 5 và rộng hơn 20 lần hẻm núi lớn của Mỹ. Nước có thể dưới dạng băng đã được tìm thấy bên bề mặt dưới của Valles Marineris nhờ công cụ đo lường Fren trên tàu ExoMars. Fren phát hiện ra một khối lượng lớn hydro ở độ sâu cách bề mặt Valles Marineris chưa đầy 1 mét. Theo tính toán của các chuyên gia, nếu cho rằng hydro liên kết thành các phân tử nước ước tính đến 40% vật chất cần bề mặt là nước, khối lượng nước đang cất giấu tại đây tương đương diện tích của lãnh thổ Hà Lan, nhiều hơn hẳn so với các dự kiến của các chuyên gia. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Không gian thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga gọi khu vực này giống như tầng đất đóng băng vĩnh cửu trên địa cầu, nơi nước dưới dạng băng luôn tồn tại bên dưới lớp đất khô trong điều kiện nhiệt độ thấp quanh năm. Việc phát hiện ra nước trên sao Hỏa ngày nay là thông tin cần thiết để chúng ta có thể tìm kiếm các môi trường có thể sinh sống được hoặc dấu hiệu của sự sống trước đây trên hành tinh đỏ. Thưa quý vị, lễ hội truyện tranh Bubble Comics Con vừa khai mạc vào cuối tuần qua tại thủ đô Moscow của Nga, thu hút đông đảo những tín đồ yêu thích truyện tranh giả tưởng tham gia. Hàng ngàn du khách đã tập trung tại trung tâm thủ đô Moscow để có thể hóa thân thành các nhân vật yêu thích trong một cuộc thi cosplay. Bên cạnh đó, người đến tham gia lễ hội còn được gặp gỡ và giao lưu với nam tài tử Hollywood Tom Felton, người được biết đến với vai Draco Malfoy trong loạt phim ăn khách Harry Potter. Cosplay là một cách để tôi phát triển trí tưởng tượng của mình. Tôi có thể cảm thấy như đang ở một thế giới khác. Tôi như có thể nhìn qua đôi mắt những người nghệ sĩ, cách mà họ biến những ý tưởng thành hiện thực. Lễ hội truyện tranh được Bubble, nhà xuất bản lớn nhất ở Nga tổ chức. Đây là một sự kiện thường niên thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ ở Nga. Sự kiện năm nay đã được tổ chức trong 2 ngày cuối tuần vừa qua.